VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. À, đau lưng quá. Em không nói gió. Còn người làm anh? Em không nói gió. Ờ, nhẹ. Còn? Em không nói gió bao giờ đâu. Yeah, ờ, dạ, dạ, ờ. Đau lưng quá. Ờ, dạ, thế nè. Còn nè, alo, còn em ạ. Thôi thôi. Rồi, như đau. Còn? Anh không nói gió bao giờ. Dạ, lưỡi đau tay. Sao nó không thật tăng nghe được. Dù anh rồi, anh cái tay của anh. Anh không vang sao? Nó là muốn nói thật hả? Nó có vừa chèn sẵn á là cho nó giống như Thu luôn á. Cũng được. Cũng được nè. Thôi cứ để đi. Xin chào tất cả mọi người. Thì nhóm tụi mình, nhóm với bà Nhạc là Sao Bạn Nga. Thì mọi người có thể thấy đấy, tụi mình vừa có trải qua tầm 3 ngày không ngủ, cũng như là vừa mới rehearsal xong, nhưng mà vẫn quay về để làm nhạc tiếp. Yeah. Nên là cái bộ dạng nhếch nhác như thế này thì khán giả mọi người hãy thông cảm. Và tôi sẽ bù đắp lại bằng một bài nhạc top 1 trending. Yeah. Yes sir. Yes sir. Thông cảm nhá. Phải top 1 thôi. Thu tiếp thôi. Bye mọi người nha. Anh ngay bên cạnh. Ngắt rồi. Ngày gì vậy? Đấy không? Ngắt luôn không? Bên cạnh ngắt luôn không? À, bận lắm rồi. Hay lật vào được mắt anh, xứng tầm đừng là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Ok. Ok. Em không nói gió. Còn người làm anh? Em không nói gió. Ờ, nhẹ. Còn? Em không nói gió bao giờ đâu. Yeah, ờ, dạ, dạ, ờ. Đau lưng quá. Ờ, dạ, thế nè. Còn nè, alo, còn em ạ. Thôi thôi. Rồi, như đau. Còn? Anh không nói gió bao giờ. Dạ, lưỡi đau tay. Sao nó không thật tăng nghe được. Dù anh rồi, anh cái tay của anh. Anh không không vang sao? Nó nói thật hả? Nó có vừa chèn sẵn á là cho nó giống như Thu luôn á. Anh không nói rớt bao giờ đâu. Anh không nói rớt bao giờ đâu. Màu quá thoát ra đằng sau. Nhẹ nhẹ thôi ha. Nhẹ nó sát thái xíu. Ok. Rồi, chơi nha. Anh không nói suốt bao giờ đâu. Màu quá phát xa đằng sau. Anh không nói dối bao giờ đâu. Dối dối không? Anh không nói dối bao giờ. Em nghĩ là đừng có ngắt cái chữ dối. Anh không nói dối bao giờ đâu. Ok. Anh không nói dối bao giờ đâu. Màu quang phát ra đằng sau. Mà Hào Quang hát nha, gọn. Màu quang phát. Ok. Màu quang phát ra đằng sau. Ok. Vào đi ha. Thu luôn không anh? Vô. Cũng được á, cũng được. Tiếp đi ha, cứ tiếp đi. Được như nào
Ở nhà em không có thói quen soi gương hay sao? Hơi nhẹ nhỉ? Bây giờ anh em là ở nhà hay là bình thường? Ủa, bình thường ở nhà. Ai biết? Ủa, tụi em lời hôm qua giờ thu là bình thường á. Ờ, bình thường đi. Tại vì trong này nó ghi là bình thường, ở nhà. Rồi, em không biết cái nào hay hơn. Thôi thì bình thường nhà em không có. Ở nhà em không, bình thường em không có. Nào hay? Bình thường phát âm hay hơn. Bình thường đi. Ok, giờ bình thường. Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Nhớ nào. Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Bé lấy đồ. Ấn quá anh. Sao lại ấn nhầm nút tắt rồi? Bấm khóa. Thôi, đủ lên rồi. Được nè. Thôi cứ để đi. Xin chào tất cả mọi người. Thì nhóm tụi mình, nhóm với bài nhạc là Sao Bạn Nga, thì mọi người có thể thấy đấy, tụi mình vừa có trải qua tầm 3 ngày không ngủ, cũng như là vừa mới rehearsal xong, nhưng mà vẫn quay về để làm nhạc tiếp. Nên là cái bộ dạng nhếch nhác như thế này thì khán giả mọi người hãy thông cảm. Và tôi sẽ bù đắp lại bằng một bài nhạc top 1 trending. Yes sir. Thông cảm nhá. Phải top 1 thôi. Thủ tiếp thôi. Bye mọi người nha. Cứ lai chỉnh hết đi xong lát anh em mình bè. Quay lật lại bè. Em lai chỉnh hết đi xong lát. Đúng rồi, lai chỉnh hết đi. Em lên tâm đi. Em thu đoạn lên tâm đi. Để cho anh em thu lên tâm hết luôn. À còn cái lên tâm. Ừ. Và nước mắt anh ở trên cao nếu em ngay bên cạnh. Đâu giờ mới thấy nhau. Ngôi sao ở tận trên cao nếu em ngay bên cạnh. Thế là thấy em dậy đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Vì bấy lâu nay ở đâu, sao giờ mới được nhìn thấy nhau. Ok. Thế là thấy em dậy đầu tiên. Chứ anh kết luôn, tại vì nó phải đi qua câu sau á. Em nghe son hết rồi, để kết giống son. Ok. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng... Ok. Chứ chẳng thôi. Lại đi lên, lại câu đây. Được nhìn thấy nhau, thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai... lại. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Lại. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Anh xứng tầm đừng là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Ok. Chắc chắn là
Cái này kết sớm chút xíu giùm em. Ok. Ok. Sao lại sao đã sớm hơn xíu rồi đó. Em đẩy lên lại. Ok. À, lấy luôn đi, lấy luôn đi. Ok. Hàng A, A, xuống đứng là hàng A, 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 A. À, vậy là anh, câu này là anh có chưa ta? À, có rồi phải không? Rồi á. Rồi tiếp, giờ câu tiếp theo đúng không? A, 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 A. À, câu A, A thôi không? A, 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 đúng rồi, xong rồi gần lại chút xíu giống anh đi xong. Nghe xong đấy. Ok, ok. Thôi. À, à, à. Bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Ok. Nghe lại nha. Anh sạc miếng hiểu. Cái này của em hả? Đúng rồi, của em. Anh sạc ké miếng nha. Ok, anh sạc đi. Có pin nữa. Tiếp tục hả? Tiếp không? Lại nhanh rồi. Cái này là đè chồng vào nhau anh? Đúng rồi, chồng vào nhau. Khả năng cao là vậy. Anh cứ đâu hết rồi, xong xíu giải tính sao. Đúng rồi. Chứ chơi nghe lại chứ. Ờ. Cái gặp người cứ vậy đây. Cảm nhận. Ừ, câu này dễ. Bảy bảy đúng không? Ừ, bảy bảy bảy. Baby bảy lâu nay ở đâu? Lại không? Lại. Muốn đưa em lên thuyền, baby bấy lâu nay ở đâu? Ok đấy. Ok ok. Rồi lẩm luôn, câu sao? Thật lòng những... Thật lòng những... Nhìn thấy nào? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xương tầm đừng là một ngôi sao. Câu thủ tắt ra không? Tách ra đi. Ok. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai. Lại. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xương tầm đừng là một ngôi sao ở tận trên cao nếu em ngay bên cạnh. Ok. Em hay là nếu anh nhỉ? Nếu anh chứ. Rồi, trở lại nha. Cậu cuối lên, lếm không? Ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Hay là thấy em lần đầu tiên, anh là muốn đưa em lên thuyền. Baby, bấy lâu nay ở đâu? Sẽ giờ mới được nhìn thấy nhau. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai nào vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu em nghe bên cạnh. Baby girl be mine, đó là in lead. Là người yêu anh em đó là tiếng Việt. Mà từ xa em biết những người tiếng thì nhìn bóng tăng huyết áp cả một hôm đi xong lớn. Còn phải bán nhà để nuôi em cũng chơi. Em còn trốn ra đại dương anh cũng bơ. Vì giờ đây baby đừng vào xe của anh, em cứ đem về nhà giữ nhà. Anh nói dối bao giờ đâu. Yeah, anh không. Em ngồi sao đi cho anh biết luôn đi. Ừ. Anh em ăn tí đi cho đi. Ừ, đổ ra luôn đi. Ok. Thảm nhé. Đổ mà anh. Cho nó mệt quá rồi. Mệt lắm rồi. Bình thiệt luôn rồi. Ăn tí đi. Lây lẹ cái ha. Mà sợ nghe bị nhức đầu á nha. Không nghe để thuộc lời Hiếu. Chưa thuộc quá. Tại vì mấy cái này chưa chỉnh nó nghe nó hơi đau tai. Nghe vậy được rồi. Hãy cứ xè xè. Ok, biết thì video speak mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế được test kiểu ok, em sẽ được trở lại thôi. Tại vì đó, cái đầu này sợ lắm. Thế nào em? Cái này chụp đổi đây, sắp sửa đổi thằng cái đoạn người sẽ làm gì. Cảm ơn không còn cái đầu này. Không thì chuyển sang cái đoạn của mình nữa rồi. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Rap Việt 2024 chính thức phát sóng 20 giờ từ 13 tháng 9. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.